Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Mỹ Channel. Hôm nay là lễ Giáng sinh, nhà mình có tổ chức bữa tiệc gia đình. Mẹ mình chuẩn bị ốp bò để nấu món bò kho. Mẹ mình đang để gia vị vào ốp đó các bạn. Gia vị cũng thông thường thôi. Đường, muối, nước mắm, tiêu, hạt nêm, sả, bột màu và bột bò kho. Ốp để một đêm nha các bạn. Mẹ sẽ phi thơm hành, sả, tỏi cho nó thơm, xong rồi cho thịt bò vào, xào cho săn lại, xong rồi cho nước dừa vào, mình nấu trên lửa vừa thôi nha các bạn. Thấy trong đây không? Có thấy trong đây không? Hôm nay thì mỗi người sẽ nấu một món ăn để tổ chức một bữa tiệc gia đình. Mẹ mình sẽ nấu món bò kho. Còn mình với chị mình lát sẽ làm cái món tiếp theo. Mời các bạn xem tiếp video để xem mình với chị mình nấu món gì nha. Các bạn xem video cho mình xin một like, một lượt đăng ký nha các bạn, để tạo động lực cho mình ra những video hay hơn, tốt hơn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thịt bò đã săn lại, mẹ mình cho nước dừa vào trong nồi đó các bạn. Trong thời gian đợi thịt bò mềm thì mẹ mình sẽ đi gọt củ cải, lột củ hành. Để lát thịt bò nó mềm, mình cho cái củ cải với củ hành này vào trong cái nồi bò kho nha các bạn. Mẹ mình luộc thêm khoai tây để lát làm món khoai tây đốt lò. Khoai tây đã chín sắc ra như thế này nè các bạn. Xong với cho một ít đậu dán vào nữa. Xong rồi ướp gia vị, đường, muối, bột ngọt, hạt nêm, tiêu. Trộn lên cho đều, xong mình bỏ vô cái lò nướng. Nồi bò kho thì thịt nó cũng mềm, cũng sắp chín rồi. Mẹ mình chuẩn bị cho củ cải với củ hành tây vào. Đây, chị mình hôm nay sẽ làm món bánh bò nướng. Nguyên liệu cho món bánh này thì gồm có bột gạo, bột mì, bột nổi, vani, trứng gà và nước cốt dừa. Trong cái nồi đó là nước cốt dừa pha với nước đường, chị mình đã pha rồi đó các bạn. Hôm nay chị mình sẽ làm 6 cái trứng gà. Đập 6 cái trứng gà bỏ vô cái khay. Xong mình đánh cho nó tan, cho nó chảy xuống qua khỏi cái khay đó để mình lược nha các bạn. Thank you.
Công đoạn tiếp theo là chị mình sẽ làm nóng cái lò nướng 395 độ trong khoảng thời gian là 10 phút để làm cho cái khay mình nó nóng lên, để khi mình để bánh vô trong cái khay đó để tạo được ghế tre của bánh bò nha các bạn. Sáu trứng nè. Cái sửng nó đã nóng lên rồi. Tiếp tục, đây là một công đoạn tạo ghế tre cho bánh bò này các bạn. Làm cái bánh thành công hay thất bại là ở chỗ này nè. Đó, chị mình sẽ gới nó qua một cái gỗ cho nó chảy xuống như vậy đó để tạo nên cái ghế tre của cái bánh đó. Khi mà mình ăn bánh bò mình xé nó ra mình thấy nó có sợi sợi như ghế tre đó các bạn. Đó là mình làm như thế này nè. Lúc nãy chị mình có cho thêm một ít bột màu xanh màu lá dứa đó các bạn, để cho tạo màu xanh cho nó đẹp đẹp chút xíu.
Sau khi nướng khoảng 1 tiếng thì cái bánh nó đã chín như này các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Bánh Ngon xong chưa? rồi. Một ổ bánh bò hoàn hảo. Con làm sao để xin nhà cả con lên tiếng, nói cho lớn tiếng lên đây. Lạnh luôn ngày tốt. Chị mình tiếp tục làm món cá tuna salad. Hỗn hợp trong món này thì gồm có cá tuna là chính với trứng, củ hành tây và cho thêm một ít nước sốt đó vào nữa đó các bạn. Cá tuna thì theo mình được biết nó là cá ngừ đại dương đó các bạn. Còn đây nghe. Còn đây là ông anh mình sẽ làm món đồ lòng heo xào rau củ. Đó là tim gan của con nai bữa hổm mình làm đó các bạn. Hôm nay anh sẽ làm món này. Thử cho thấy nó kỳ quá mà. Có cái tim với cái cọng này. Tim ít, ít gan ít hả. Chị mình làm thêm món khoai mì nướng. Dẹp đi nước, dẹp mày dẹp đi. Hai đứa hả? Dạ. Ờ, hèn gì nó nghỉ ăn cả một ngày. Dở nó ra thôi. Một con này không có cây. Dở nó ra. Hai nó xả ra. Vô cà bà đưa. Thắp hai tím màu đó. Ừ, sao có không để cái giữa mà để đây ai sẽ gấp tới. Không đáng là không ai ăn mẹ đâu. Ba xích qua đây rồi ba. Một con, một cây, một ít nè, tụi chứ. Hả? Bữa nay nó dư, mà nó không ăn là ăn gì? Bỏ ra ăn đi sao? Chưa nói cho mày. Đó, ta hỏi gì anh ta?
đã lấy xe rồi. Ủa xanh ban mà. Chăm ban đó. À, đều được nhờ. Mình nói cho mày ăn nha. Mấy em thử cái cành hả? Nay hấp xả chứ là ba cây rơi nóng chứ là bánh tiền. Cái mâm niêm á hả? Mâm niêm mất tiêu cũng đỡ. Có lý không? Đẹp xả gì không? Để đi chừng nào ba ăn đi á. Cuốn cái này hết thể ra thiệt á. Mẹ cuốn thử cuốn này mẹ. Mẹ ta để trên đầu tủ với anh Kiều quen cả rồi. Bài nó ngon, nó béo, thơm. Bữa mua bánh mì ăn rồi đó mà. Cái mặt nó tươi quá. Mặt nó đã. Nó hổng hôn tôi là không thấy không? Nó đã ăn hết. Dạ ăn hết á, chân nè cái bụng bự rồi đó, nó xấu lắm nè. Vô phiên nó hơi xấu nha. Cái bụng hơi bự rồi nha. Chén đâu trời. Cái tô đó, cái tô nè. Đó đồ. Nè bắt chước ở bên mà dì lái rồi. Cái con Dũng với dì lái. Dì lái cuốn hả? Dũng như ra bên. Ủa, cái này cái bình bát của con mạng hả? Chén. Im. Hai cuốn cái này thử nóng để hồi nguội nóng ngon. Gấp không gấp đâu. Gấp đây đốt lò hả? Cái này là bò hả? Bò hả? Bò hả? Ăn kết quá không? Dắt được quá hả?
cũng như gà heo đi nghe vậy nha. Béo hầm. Nóng rồi ba. Từ gấp nào. Đưa tôi nghe phán chí trời ơi. Bây Cứ đẩy luôn nữa nhầm người ta không biết đường mua
cấm ăn thì không biết tiền mua ăn. Dạ bánh nó nuôi nay cũng nhiều. Chết buồn rồi. Tim nó béo hơn. Đâu có nồi dây đâu. Con lửa nạp á. Thứ hai mà đi nhà thờ ra ngày cũng vô cái nhà. Kiều Bạch coi clip của Kiều Bạch chưa? Kiều Bạch coi clip đó chưa? Lắc 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 lắc
Kiếm hoài không ra độ mà. Mà này không có độ nhiêu thế là ngắt mà. 40% là ngắt á. Wow, nó ốc á, làm mắt này.